Đang lau mặt cho thi thể vợ thì thấy hơi thở nhẹ, chồng phát hiện sự thật không ai ngờ. Theo truyền thống địa phương đưa tin, vào hôm 20 tháng 10 vừa qua, bà Finis Sofayon, 70 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị sưng ở tuyến giáp. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa cho bà Finis, nhưng vì bệnh quá nặng nên không thể cứu vãn được. Sau đó, bệnh viện đã trả thi thể về cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Thi thể bà Finis được đưa vào quan tài đặt tại một ngôi đền trong vòng 3 ngày để cầu siêu. Tới ngày 23 tháng 10, quan tài của bà Fini được đưa đến địa điểm tổ chức đám tang để chuẩn bị làm lễ hỏa táng. Trước khi đưa thi thể vào lò thiêu, chồng của bà Fini là ông Thawan Sofaon, 73 tuổi, đã thực hiện một phong tục truyền thống của địa phương, đó là dùng một miếng vải nỉ ấm để lau mặt cho vợ lần cuối. Tuy nhiên, trong lúc ông Thawin đang lau mặt cho vợ, ông đã nhận thấy một điều bất thường và kỳ quái. Ông Thawin nhận thấy rõ ràng vợ mình có hơi thở và trong một khoảnh khắc, ông nhìn thấy mắt của bà Fini hé ra. Ngay sau đó, ông Thawin đã gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế tới nơi kiểm tra và xác nhận bà Fini vẫn còn sống. Bà Fini được đưa về nhà đặt cạnh một máy sưởi và chai nước ấm để trên ngực để tăng nhiệt độ cơ thể. Ông Thawin chia sẻ rằng, ngay từ lúc đầu, ông đã nghi ngờ vợ mình vẫn còn sống vì cơ thể bà Fini không bị cứng lại. Sau khi bà ấy ngừng thở, chúng tôi đã đưa thi thể bà ấy vào quan tài, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi chân tay bà ấy không bị cứng lại. Khi tôi tắm rửa cho bà ấy, cơ thể bà ấy vẫn mềm mại. Sau đó, khi đám tang diễn ra, tôi là người cuối cùng chạm vào cơ thể bà ấy trước khi đem đi hỏa táng. Tôi đã ước bà ấy có một cuộc đời hạnh phúc ở thế giới bên kia, thì bất ngờ thấy mắt bà ấy di chuyển. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi biết bà ấy vẫn còn sống. Tôi đã ôm bà ấy và gọi các con, nhưng chúng đều nghĩ tôi bị ảo giác. Rất may, con dâu tôi là một bác sĩ, và sau khi kiểm tra, con dâu xác nhận vợ tôi còn sống, nhưng mạch đập rất yếu, ông Thawin kể lại. Việc bà Fini sống lại ngay trong đám tang khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bà Fini hiện vẫn đang thở và có mạch đập nhưng không có phản ứng gì, cũng không thể nói chuyện. Gia đình hiện đang để bà ở nhà nhưng không có hy vọng bà có thể qua khỏi. Ông Thawin cho biết, tình trạng của vợ tôi rất nghiêm trọng và chúng tôi cũng không nghĩ rằng bà ấy có thể vượt qua. Nhưng ít nhất lúc đó bà ấy vẫn còn sống. Nếu bà ấy bị đem đi hỏa thiêu khi vẫn còn sống thì thật là tồi tệ. Đó là sai lầm mà chúng tôi không cho phép xảy ra. Tôi rất biết ơn vì vợ mình còn sống dù không được lâu nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho đến khi bà ấy thực sự qua đời. Chuyện ít biết về ngôi mộ kỳ lạ liên quan đến hai cao thủ đệ nhất thiên hạ trong kiếm hiệp Kim Dung. Trong tiểu thuyết Thần Điều Đại Hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Hoạt Tử Nhân Mộ là mật thất nằm ẩn dưới chân núi Trung Nam. Nó là cơ sở của phái cổ mộ. Vốn dĩ là nơi này lúc đầu do giáo chủ Toàn Chân, giáo vương Trùng Dương xây lên làm cơ sở chống quân Kim. Hoạt Tử Nhân Mộ được chuyển quyền sở hữu sang Lâm Triều Anh sau khi vị nữ hiệp này thắng trong một lần thi đấu với vương Trùng Dương. Hoạt Tử Nhân Mộ tuy gọi là mộ phần nhưng thực ra là một cái nhà kho rất lớn ngầm dưới lòng đất. Trước khi nổi dậy chống Kim, vương Trùng Dương đã điều động mấy ngàn nhân lực xây dựng mấy năm mới xong. Cất giấu ở đây khí giới, lương thực, làm căn bản cho một dải sơn thiểm. Bên ngoài có hình dạng một ngôi mộ để che tai mắt của quân Kim. Lại sợ quân Kim tấn công vào nên bên trong bố trí vô số cơ quan xảo diệu để chống ngoại địch. Sau khi nghĩa binh thất bại, vương Trùng Dương lui về đây ở ẩn. Rất nhiều bằng hữu giang hồ đến khuyên bảo nhưng Dương Trùng Vương vẫn kiên quyết không bước nửa bước ra khỏi mộ. 8 năm sau đó, một kình địch ngày trước của ông đến bên mộ, nhục mạ và chửi mắng ông suốt bài ngày bài đêm. Chịu hết nổi, ông liền ra giao đấu. Vừa bước ra khỏi mộ thì người ấy cười to. Đã ra khỏi mộ, tức là sống lại rồi, thì không được vào mộ nữa. Thì ra, kình địch nhục mạ vì thiện ý, không muốn ông chôn vùi tài năng trong mộ ấy.
hai người hóa thành bằng hữu, phiêu bạt giang hồ. Kình địch ấy là nữ hiệp Lâm Triều Anh. Vương Trung Dương sau đó có tình cảm với nữ hiệp Lâm Triều Anh nhưng không kết hôn, khiến nàng giận dỗi, chiếm lấy hoạt tử nhân mộ của ông ở trên núi Trung Nam. Từ đó hai người không nhìn mặt nhau. Sau khi vào cư trú nơi này, Lâm Triều Anh tìm hiểu một số môn võ công mà Vương Trung Dương khắc họa ở đây, rồi nghiền ngẫm sáng chế cách khắc chế môn võ công đó, viết lên bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh là môn võ công mà Lâm Triều Anh lành cả đời mình trong cổ mộ viết nên, có chỉ để khắc chế toàn bộ võ công của Vương Trung Dương và phái Toàn Chân. Vương Trung Dương và Lâm Triều Anh cả đời không kết hôn, hoạt tử nhân mộ này là cái chung duy nhất của hai người bọn họ. Vương Trung Dương xây lên phần xác, Lâm Triều Anh thổi vào nó phần hồn. Thế nhưng cả hai người sáng lập lòng đều nguội lạnh như tro tàn. Bởi thế, hoạt tử nhân mộ có nghĩa nôm na là mộ của người chết còn hoạt động. Phái cổ mộ chính là kết tinh võ học nảy sinh từ vết thương lòng của Lâm Triều Anh. Có một lần sau khi Lâm Triều Anh qua đời trong cổ mộ, Vương Trung Dương có đến ngôi mộ và thấy võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh được Lâm Triều Anh khắc lên hết sức tinh vi ảo diệu. Mỗi chiêu đều là khắc tinh của võ công phái Toàn Chân. Thì bất giác tái mặt, lập tức rời tòa nhà mộ, vào rừng sâu, 3 năm liền không xuống núi, nghiền ngẫm cách hóa giải Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tuy một số chỗ có thành tựu nhưng cuối cùng vẫn không tạo thành một bộ võ công hoàn chỉnh. Khâm phục tài trí của Lâm Triều Anh, cam bái hạ phong, không nghiên cứu nữa. Sau lần Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, Vương Trung Dương trở thành thiên hạ đệ nhất, sở hữu cửu âm chân kinh. Ông xem qua và dựa vào đó nghĩ ra cách hóa giải được Ngọc Nữ Tâm Kinh, nên đã đem cửu âm chân kinh khắc trong mộ để hậu nhân của phái cổ mộ biết được. Có điều là Vương Trung Dương cho rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh là do Lâm Triều Anh tự sáng tạo ra, còn mình thì phải dựa vào di thư của người khác, so ra kém một bậc. Nên sau đó ông ta tự khiêm nhường, thường dặn đệ tử phải theo cái đạo nghiêm khắc với mình, nhường nhịn người khác, nhận phần thiệt thòi. Đệ tử của Vương Trung Dương là Khưu Sứ Cơ cũng từng nói, luận về võ công, Lâm Triều Anh còn cao hơn cả 4 đại tông sư lúc bấy giờ, còn với tổ sư Vương Trung Dương cũng không biết ai thắng ai bại. Nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến. 4 đại tông sư mà Khưu Sứ Cơ muốn nói đấy chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công. Quả thật, thời ấy người có thể sánh ngang được với Vương Trung Dương chỉ có là Lâm Triều Anh. Ai cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng chỉ vì yêu thương nhau nhưng không thể kết nghĩa phu thê, mà kẻ xuất gia làm đạo sĩ, người chôn vùi cả đời trong ngồi mộ cổ, để rồi sáng tạo ra những môn võ công chỉ để khắc chế lẫn nhau. I'm so mad, yeah.